bạn đang được thưởng thức chất âm cũng như uy lực mạnh mẽ của cặp tòa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cấu hình được trang bị bát súp 40, chung kèn lớn và quả check búa kim cương. Trên cặp loa với trọng lượng nặng tới 80 kg, mạnh như sấm cho những không gian phòng khách lớn từ 50 tới một vài trăm mét vuông. Khi karaoke cũng như khi nghe nhạc, chúng ta sẽ không tốn kém một xu đầu tư súp và trầm. Với bản chất của giải bát xuống rất sâu, rất mềm mại và mạnh mẽ cho những không gian lớn. Và đặc biệt rằng đây là một trong những cặp loa có chất âm chơi được đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp trên cặp loa 380 SE Gold đến từ Nhật Bản. Trong đoạn clip này thì tôi đang phối ghép cùng với con đẩy cao cấp của hãng JBL đến từ Mỹ với model 3300 kết hợp với vang mic xịn sò cho cấu hình vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Để kế tiếp thì chúng ta cùng trải nghiệm một vài thể loại nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh và quý vị sẽ thấy được giá trị đích thực trên cấu hình mà chúng ta luôn được ưa chuộng nhất. Cũng có thể nói theo cách khác thì đây là một trong những cặp loa theo xu hướng hiện tại thì luôn được ưa chuộng và tìm kiếm. Bởi tại sao ạ? Với chất âm thì chúng ta luôn sở hữu cho một bộ ở những không gian phòng khách thì quý vị đỡ tốn kém này, chơi được đa thể loại nhạc này và karaoke chuyên nghiệp và đặc biệt rằng lại không tốn kém thì chúng ta sẽ lựa chọn gì? Có lẽ rằng với những cặp loa như chiếc máy quay, quý vị sẽ thấy được giá trị đích thực mà tôi mang tới cho chúng ta cơ hội tham khảo và cùng trải nghiệm. Mời anh em cùng thưởng thức lưu lưu một vài thể loại nhạc quen thuộc rất mạnh. Với những bản nhạc không mất tiền và tín hiệu từ trên TV xuống, chúng ta có thể thấy được uy lực dư thừa cũng như sự thể hiện ngọt ngào và chi tiết. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp loa có trọng lượng nặng tới 80 kg. Chiếc máy quay là cặp toa 380 SE Gold đến từ Japan, được trang bị phần thùng gỗ và với tông màu xanh tím than rất là đẹp và sang trọng. Trên cặp toa 380 SE Gold đẳng cấp từ bộ e căng. Với bộ e căng hoa dâu, khi đậy e căng mặt trước, chúng ta vẫn nhìn xuyên thấu phần nội thất bên trong rất đẹp và sang trọng, khác biệt với những cặp loa thông thường ngay từ bộ e căng. Sở hữu với cấu hình chiều cao lên tới ngót 80 cm, ngang 48 và sâu 40, nặng 80 kg, trên công suất trung bình ở ngưỡng 720W cho cặp loa, có uy lực mạnh như sấm. Chúng ta thấy rằng phần kích thước của nó cực kỳ là ấn tượng khi trưng bày cho những không gian phòng khách lớn. Với một quả bát siêu trầm đường kính 40 xương đúc, sở hữu bộ gân vải tẩm dầu 3 sóng. Đó, quý vị thấy này, gân của nó này mềm nhũn như vải áo và nòng na rất là sâu. Từ của nó lớn tới 20 cm, 7 sắc cầu vồng. Hai cái ống hơi phi 100 thở về phía mặt trước, mang lại cho giải trầm sâu thẳm và mạnh như sấm trên cặp toa 380 SE Gold. Ai đã từng được nghe qua một lần, có lẽ rằng chúng ta không bàn cãi. Quý vị có thể thấy được uy lực dư thừa. Với cấu hình của cặp toa này thì tôi lưu ý rằng anh em chơi những cặp JBL như 835 thì hoàn toàn không có tuổi để so đâu ạ. Nguyên giải trầm thì nó bỏ xa tới hàng dặm rồi. Và giải kèn, giải cao thì chúng ta cùng khám phá tiếp theo. Có phê hơn hay không và giá trị đích thực hơn hay không thì chúng ta sẽ thấy rõ trên từng tuyến loa. Không phải là chúng ta thấy chất ở phần mắt nhìn, phần trang trí hay là nói bằng miệng. Bát 40 từ 20, JB cũng nhiều đời từ 20, nhưng tôi lưu ý rằng những dòng sân khấu thì tiếng của nó phóng xa, đanh và chói. Và quý vị đừng nhầm lẫn với những dòng loa trang bị bát mic nâu khác, tuy nhiên là ba way nhưng không trưng dụng về giải trầm, mà trầm phải đánh
súp riêng, với toa thì lại khác. Ở đây thì phân tầng của nó đã tách biệt luôn ba giải, đây là giải bát siêu trầm. Đó, chúng ta cần xác định rõ về cấu hình của từng dòng loa, chứ không phải là cứ ba loa là có giải trầm sâu. Đây là đặc trưng của những dòng loa mà luôn được tìm kiếm và ưa chuộng, bát 40. Đó, quý vị nhìn cái xương của nó này. Trong một vài đoạn clip trước đây tôi đã review nội thất, quý vị nhìn thấy cấu hình nguyên cái xương bát và cái củ bát của cặp toa này thì kể cả tàu khựa những dòng to nhất bây giờ, khủng nhất bây giờ cũng kinh vãi nhái rồi. Bê nguyên một cái bát này nặng nệ khẻ. Phần trên cùng là một quả trung kèn với đường kính miệng của nó là 40 x 20, củ của nó lớn 16, đảm nhiệm chuyên cho giải lời và tiếng nhạc cụ. Đặc biệt phần chính giữa là một quả check búa kim cương. Ở đây chúng ta thấy rằng cái mũi của nó được thu nhỏ lại về phía mặt trước. Đó, nó có một cái lưỡi búa phía bên trong và cái cổ đằng sau của nó to như là một cái bát. Đó, nó hình vòm y như là một cái bát con luôn ạ. Rất là to. Như vậy chúng ta có thể thấy được tại sao cặp toa lại sở hữu uy lực mạnh mẽ và hay đến như vậy. Ba tuyến loa đều là giá trị và đặc biệt quả check búa kim cương khá là đắt đỏ thì được trang bị trên cặp toa 380S Aegon. Phân tần của nó được thiết kế về phía hai bên hông. Đó, chúng ta cùng ngắm nhìn phân tần phía bên hông. Ở đây thì quý vị ở trời dây nát. Đó, ở đây là bảng logo này, thông số tôi đã nướt rồi này. Hai cái volume, một chỉnh cho trung âm, một chỉnh cho jack nằm ở phía hông. Đó, một cái tay cầm hợp kim này nằm phía bên hông luôn. Và logo nằm phía dưới chân, rất là đẹp. Đó, các góc của nó được kè góc cực kỳ là cẩn thận, tới từng cm. Những cặp loa không thể đẹp hơn. Ông nào phát hiện những cặp loa nào đẹp hơn như cặp loa trước máy quay thì cứ cho tôi ngay lập tức ý kiến. Đó, công nó gọi là bãi thôi ạ. Bãi thì có khi bãi bờ, bãi vất đi thì cũng là bãi. Và bãi đẹp thế này thì cũng là bãi. Đẳng cấp dư thừa từ cái ê căng không pha trộn với các dòng thông thường. Quý vị thấy rằng nhiều cái căng loa thì giống giống được gọi từ là căng, đậy vào thì tối mù chẳng thấy gì nữa. Đó, cũng là căng nhưng có khi người ta nhìn đẹp như thế này. Nhìn xuyên phần nội thất này. Đây tôi giơ luôn này. Thay cho lời nói tôi giơ luôn tay này. Quý vị nhìn này. Căng của nó có đẹp hay không này. Đó. Đó, chúng ta vẫn nhìn thấy bên trong nó đẹp như thế này ạ. Và sao không đẳng cấp, độ gấu và độ khủng thì tôi phân tích đã rất là kỹ, phân tần của nó cực khủng luôn. Phần bên trên đoạn clip này thì tôi đang phối ghép cùng với con JBL của Hackman đến từ California, Mỹ, model RMA 3300, mặt phay nhôm, chạy 24 đèn trường, siêu khỏe, có thể đánh một lúc tới hai cặp toa trước máy quay. Chất âm không bàn luận, nó đã rất là nổi tiếng, Cu Châu đã biết tới chất âm rồi. Những con Crown, anh em đánh con Crown 1200 so với con này thì không có tuổi đâu ạ, chỉ ít 2004 may ra mới so đọ được với RMA 3300. Quản lý nguồn này, JB này 900S, vang C71V này, vang số hiện đại nhất này. Đó, có cắt tần số của các giải đầy đủ, tính năng ăn chơi từ giải mã Bluetooth và trang bị thêm phần điều chỉnh bên ngoài cho chúng ta điều chỉnh rất là dễ và tiện lợi. Ngoài phần điều chỉnh cắm thiết bị máy tính chuyên nghiệp, nâng tiếng này JB luôn này, 668 này, DAC này, bộ mic xịn này, S580U này. Đây là dòng mic đẳng cấp, mic thông minh rồi. Tất cả nguyên combo cho cấu hình vừa nghe nhạc lẫn karaoke. Anh em có thể thấy được rằng ở đây thì tôi đã review và đã phối ghép rất là đầy đủ và chất âm. Có lẽ rằng những cấu hình này thì chúng ta không bàn luận đến câu thứ hai, nó rất là tuyệt vời. Tôi có thể nói với quý vị rằng để nói trong phân khúc tầm tiền thì rất ít và rất hiếm những cặp loa ở các thương hiệu thập cẩm vân vân, từ tàu khựa đi chăng nữa, hay từ Mỹ hay từ Nhật hay là từ vân vân, để nói rằng cấu hình tầm giá thì so với cặp toa này rất ít ạ. Tại sao lại như vậy thì chúng ta đã rõ phần cấu hình rồi này, và tôi phân tích rất là chi tiết từ quả check búa kim cương này là khác biệt và đắt giá hơn rồi. Và chất âm thì sao ạ, bát của nó xuống sâu và mềm, không tốn một xu đầu tư súp và trầm. Trung âm hay check không bao giờ biết tới khái niệm chói là gì. Ông nào đã nghe qua và dùng qua dòng loa này, kể cả những cặp thông thường đi chăng nữa, trừ những cặp nó lát quá làm lại thì tôi không nói ạ, còn của nó còn đẹp thì chất của nó đương nhiên là vẫn là phê. Tôi có thể khẳng định một điều như vậy. Và anh em đã chơi rồi thì chúng ta đã thấy rõ. Rất chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em, và luôn dành cho những anh em có phong cách màu nẹ nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Mời anh em cùng thưởng thức một vài giai điệu nhạc quen thuộc tiếp theo trên kênh của Toàn Audio Nam Định, để chúng ta thấy được giá trị đích thực trên những sản phẩm mà tôi đang review.